Day 2, Introduce Yourself. Ngày 2, Giới thiệu bản thân. Chào bạn. Chào bạn. Bạn có khỏe không? Mình khỏe, bạn thì sao? Mình khỏe, bạn tên gì? Mình tên là Thủy, còn bạn là... Mình là Huy, mình 20 tuổi, còn bạn? Mình cũng 20 tuổi. Rất vui được gặp bạn. Chào. 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 Bạn. 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 Có. 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 Khỏe. 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 Thì sao? Thế nào? Thì sao? Thế nào? Thì sao? Thế nào? Gì? 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 Tên? 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 Bạn tên gì? Bạn tên gì? Bạn tên gì? Là. 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 Còn bạn. Còn bạn. Còn bạn. 20. 20. 20. Tuổi. 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 Cũng. 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 Gặp. 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 Rất vui khi được gặp bạn. Rất vui khi được gặp bạn. Rất vui khi được gặp bạn. Chào bạn. Chào bạn. Bạn có khỏe không? Mình khỏe, bạn thì sao? Mình khỏe, bạn tên gì? Mình tên là Thủy, còn bạn là... Mình là Huy, mình 20 tuổi, còn bạn?
Mình cũng 20 tuổi. Rất vui được gặp bạn.